Xin chào anh em. Bữa nay mình rảnh quay đăng lên YouTube cho anh em xem. Đây là một con em KTM 390 RC đang làm hành bản đua, tại vì hiện tại đang thịnh hành là sân Đại Nam hiện tại đã cho đua xe mô tô, nên mình sẽ dọn xe up con KTM này chạy sân. Đây đang làm lại một em Ninja 400. Đây là con Harley Davidson được đổ lại phần yên rồi cốc hông này kia. Đây là em GX6 đèn gái chạy á, con gái chạy mà đụng banh như thế này luôn, nát hết cái phần đầu luôn, mất toàn bộ. Còn đây là 302R. Ở bên kia xe của shop mình là bên mình là con CBR650 rồi. Đây thêm một em chạy sân, em này vừa rồi mới đạt giải 3 của sân Đại Nam về 300 400 cc. Đó, con này là R3 đạt giải 3 này, giải X3 gì à, Z750 và Z1205 này CBR650R. Đây là em TRK của 502 của Benelli. Đây em là em CBR600, còn là này là VFR và được đổ Ducati. Anh chị em muốn sơn xe chế nhựa gì à, liên hệ mình. Cái nhà đó. Rồi rồi, 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 r